Rồi. Xin chào mọi người. Thì hôm nay là đang có dịch nên phải mang khẩu trang khi mà làm việc. Thì đây là cái máy ép siêu âm ultrasonic plastic laser. Thì cái máy này, cái công nghệ ép của nó dùng cái sóng âm thanh, sóng siêu âm để cho nó sẽ tạo ra một cái sự ma sát giữa hai cái vật liệu, và nó rất là nhanh, và nó sẽ làm cho cái vật liệu nó sẽ tan chảy với nhau, và nó sẽ cái thời gian tan chảy rất là lẹ, nên nó hòa với nhau mà nó không làm cái vật liệu nó bị biến dạng. Thì năm 2018 đến năm 2019 thì cái công nghệ ép túi khí đa phần là sử dụng công nghệ máy ép cao tầng, thì nó sẽ có rất là nhiều cái hạn chế. Thứ nhất là khi ép cao tầng thì cái nó sử dụng là cái hai cái điện cực với cái hiệu thế rất là cao để nó sẽ hút cái electron ở trong cái vật liệu này. Khi electron nó chạy với tốc độ cao thì nó sẽ sinh ra nhiệt lượng và đồng thời nó sẽ làm chảy cái vật liệu. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi mà nó chỉ tạo ra một cái nhiệt lượng nó nằm ở phía một mặt thôi, nên thường khi mà đa phần những túi khí ép thì cái mặt sau trong đây là nó sẽ không có chảy được. Nên khi mà và đồng thời là cái máy ép đó là nó tùy thuộc vào cái người ép là cái thao tác họ phải chuẩn chỉnh thì nó mới sản phẩm ra nó mới ổn định. Còn nếu mà cái người ép họ không ổn định thì nó sẽ làm cho cái mối ép của mình nó không được tan chảy, và khi mà mình xài ngoài thiên nhiên thì nó sẽ bị bong ra. Nên vì vậy năm vừa rồi rất là nhiều bên họ ra cái túi khí và khách hàng họ cứ xài được tầm khoảng 2-3 tháng là bắt đầu xảy ra cái tình trạng là nó bị xì túi ở hai cái đầu này, thì do nó không chảy. Mới đầu thì nó to, nó bóp lại, nhưng mà khi bỏ ra ngoài không khí thì cái này nó sẽ bị giãn ra, và đồng thời là không khí nó sẽ có hơi lòn từ túi khí lòn ra ngoài. Nên vì vậy khi mà bơm khí vô trong cái túi khí thì nó sẽ bị sau một thời gian sử dụng là nó sẽ bị hở ra và nó không giữ khí nữa. Thì cái tỷ lệ đó rất là nhiều, nên một số khách hàng họ xài ở những cái bên sản xuất khác công ty khác thì nó sẽ ra cái trường hợp là cứ một tháng là nó cứ bị xì tầm khoảng 15-20%. Đến khi mà cái tỷ lệ xì nhiều quá thì tất nhiên là làm sẽ không hiệu quả, và lúc đó là họ sẽ tháo xuống. Thì một phần nguyên nhân rất lớn mà để những cái người làm thất bại trong năm 2019 vừa rồi là cái chất lượng sản phẩm nó không ổn định. Thì bản thân của bên mình thì cũng năm 2018 và 2019 cũng sử dụng công nghệ ép cao tầng, nhưng mà bên mình có kinh nghiệm và có cái kỹ thuật và cái phần kiểm tra sản phẩm rất là kỹ, nên nó rất là hạn chế nhiều. Và đồng thời là bên mình sử dụng kỹ thuật là ép hai lần hai mặt, nên chắc chắn là hai mặt nó sẽ đều chảy hết. Và phân biệt rất là dễ, khi mà bạn nhìn thấy cái này bạn thấy nó trong và nó chảy, và bạn không có thể nào bạn tháo ra được. Còn nếu nó trong là có nghĩa là nó chảy. Còn nếu mà sử dụng mà ép không đủ lực hoặc không đủ nhiệt, hoặc là ép một lần thì nó chỉ bám mặt trước thôi, mặt sau thì nó một thời gian nó sẽ hở và khiến nó sẽ lòn ra mặt sau ra đó. Còn cái công nghệ, nhưng mà tới năm 2020 thì mình sẽ chuyển qua cái công nghệ là máy ép siêu âm. Thì máy ép siêu âm nó sẽ có đặc tính, nó giải quyết được cái vấn đề là tăng cao cái sản lượng của mình, có nghĩa là sản lượng bên mình nó sẽ tăng cao hơn. Tại vì máy siêu âm nó chỉ ép một lần thôi, và cái phần mối nối nó rất là chuẩn. Bạn thấy là cái khi mà ép siêu âm thì nó độ dày nó rất là ổn định nè, nó dày đều nhau hết, chứ nó không giống như ép cao tầng thì cái độ dày ở đây nó độ dày cho máy ép nó sẽ bị cái tình trạng là lúc dày lúc mỏng, nó không đều nhau, và rất là xảy ra trường hợp đập cứng ống, hoặc là cái ống này nó sẽ bị mỏng nè, và đôi khi nó sẽ bị rụng ở đây. Còn khi mà sử dụng máy ép siêu âm thì nó không bị đó, cái ống nó rất là độ dày nó rất là đều và ổn định đó. Đây là cái phân biệt giữa hai sản phẩm, giữa ép cao tầng và ép siêu âm. Thì qua năm 2020 thì bên mình chuyển qua cái công nghệ ép siêu âm, thì các bạn thấy giống như cái túi khí này, cái viền ép rất là trong, tại vì cái nhiệt độ nó sẽ tạo rất là cao, nên cái mối nối rất là tốt. Và cái sản phẩm này thì theo mình thấy với chất lượng như thế này thì là xài rất là lâu, có thể là chỉ cần bạn bơm cái lượng khí vừa phải thôi, đừng có bơm quá căng mà đôi khi mà nó xảy ra tình trạng nó nổ bịch. Thì là bạn xài cái này mình nghĩ là với cái chất liệu PVC thì xài cũng khoảng 5-6 năm đó. Thì đây là cái cách mà bên mình cải tiến để cho cung cấp cái sản phẩm ngày càng tốt hơn, để khiến cho người dân hoặc là người nông dân sử dụng hiệu quả và mang lại cái
cái tiện ích, cái lợi ích thực sự, giúp cho cái chi phí nó nhỏ hơn. Nếu mà cái này sử dụng nhiều năm thì cái chi phí khấu hao thì rất là ít. Và đồng thời cái hàng, cái nắp chóp đó, thì năm nay thì bên mình sẽ làm nó bén hơn và nó đều hơn, rất là đều, những cái mặt phẳng đó, rất là đều và bén, nên cái đóng vô cây nó với cái kiểu đóng vừa phải nó rất khó bị tình trạng là xì mủ. Đây là có nhiều sản phẩm nắp chóp đi kèm đó, đây là cái mẫu truyền thống của mình, mẫu truyền thống nhưng mà nói chung là nó cũng rất là hiệu quả đó. Xin chào mọi người.